Linh Motor xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui vẻ. Hiện tại hôm nay là mình đang có một con động cơ 10 HP. Động cơ này của Trung Quốc nha các bạn nhé. Con động cơ này nó xếp đơn quấn vào bước 8 10 8. Một tép đơn và một tép đôi đấy các bạn. Một bối đơn và một bối đôi. Đây, bối đơn, bối đôi. Đây, hôm nay là đây, mình cũng đang quấn dây của nó đây các bạn. Con động cơ này thì là nó sẽ chạy 2 dây 0,95 thì mình quấn dây 90 và dây 1 ly các bạn nhé. Đây. Mình mắc tạm nó lên trên này. Đấy. Và con động cơ này thì là mình sẽ quấn liền khuôn các bạn. Đây. Quấn liền khuôn các bạn nhé. Đấy. Không có mối nối nào luôn. Đây. Mình sẽ luồn ống gen sẵn vào thì cứ đến hết một bối của nó thì mình sẽ sang bằng ống gen luôn. Đấy, khi cuốn xong thì nó chỉ có ra 6 đầu dây thôi, bên trong động cơ nó sẽ không có mối nối nào, mình chỉ có mất lấy cái mối nối dây ra bên ngoài thôi các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ cuốn cho các bạn xem nhé. Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì đang có rất nhiều các bác mà gặp những cái vấn đề về đau nhức xương khớp này, đau thoái hóa cột sống lưng, sống cổ, đau thoát vị đĩa đệm hay là bị viêm đa khớp, rồi là đau do bị bệnh gút ấy, và các bệnh về dạ dày, ợ hơi, ợ chua, rồi đau viêm loét dạ dày, rồi bờ cong nhỏ, rồi đau thượng vị ấy, mà mọi người đã sử dụng thuốc ở nhiều nơi chưa khỏi và chưa tiên giảm, thì hôm nay là em xin giới thiệu cái thuốc này là làm từ thảo dược ở trên miền núi phía Bắc của bọn em nhé. Đây là thuốc xương khớp và đây là thuốc dạ dày này các bạn này. Thì đảm bảo với mọi người là khi sử dụng cái thuốc này thì có hiệu quả 100% đối với người bệnh sử dụng. Đấy, cái này thì mình chỉ việc là hòa với cả nước sôi xong là mình để nguội thôi và uống theo cái hướng dẫn sử dụng xem là đây là bên trong này thì là 100% là sẽ hiệu quả đối với mọi người nhé. Thì nếu mà mọi người mà quan tâm thì là đừng quên gọi theo cái số điện thoại ở bên dưới ấy. Đấy, em sẽ tư vấn và gửi thuốc cho mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem clip nhé. Đây nó là cái cách của mình để mình cuốn lại nó. Thì mình cuốn xong, mỗi lần cuốn như này là sẽ xong một pha các bạn nhé. Thì khi các bạn cuốn đây thì cái và cho mình luôn. Sau này nó có một pha, nó bao gồm 4 tổ bối dây, thì khi các bạn làm thì các bạn sẽ luồn ba cái ống gen này vào. Rồi, đó mình tháo ra và mình cuốn lại. Còn động cơ này thì là nó chạy là 34 vòng dây, 2,5. Rô nó dài nhưng chỉ cuốn 34 vòng. Sau đó là chạy tam giác. Các bạn hạ xuống đây thì mình sẽ nhấc ra được bốn dây nó như này. Được rồi. Rồi bây giờ tiếp tục là mình sẽ cuốn tiếp. Cái này thì khi các bạn cuốn con động cơ này thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian. Đây các bạn. Cái khuôn này thì là mình tự chế các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu cuốn các bạn xem. Khi được một tép thì các bạn dây các bạn cột nó lại như này. Rồi thì xong một cái bối đơn là bối 8 rồi ấy, thì các bạn sẽ để
một cái ống gen vào đây nhé. Và các bạn tiếp tục cuốn xong một bối dây, đây là bối đơn này, và đây là bối thứ hai, bối đôi, bước 8, 10, bối đơn này bước 8. Bây giờ mình sẽ cuốn đến cái bối thứ hai. Cột nó lại, xong một két dây thì các bạn lại cột lại cho mình nhé các bạn nhé. Đấy, thì khi các bạn này, cái này là các bạn phải cuốn thêm một cái bối to nữa để các bạn mới ngắt cái này lại được. Cứ làm lần lượt ý, thì khi xong 3 pha đó, các bạn vào dây thì mình sẽ không phải mắc một cái mối nối này, tiết kiệm được cái thời gian đấu dây nữa. Tiếp tục đến bối thứ ba. Cái bối thứ ba này thì là mình sẽ làm bối đơn. Bối đơn thì còn một cái ống gen nữa. Khi mình xỏ sẵn vào thì các bạn ngắt lại, nó để đây luôn. Đấy. Trước kia các bạn phải để một cái ống gen to để khi mình sử dụng, như là khi là mình cầm tay vào đây, dây nó chạy, thứ nhất là nó vừa trơn, trơn tay, và nó đỡ bị nóng tay của các bạn nhé. Xong một pha rồi. Thì lúc trước là mình đã quấn trước một pha rồi nhé các bạn nhé. Đây, thì cứ để nguyên như thế này cho các bạn dễ quan sát. Rồi đấy, khi các bạn quấn liền khuôn thì là cái dây này này, các bạn để nó ra xa xa để cho nó tách nhau ra, thì là khi các bạn luồn cái ống gen này nó sẽ trơn, nó không bị mắc tay nhé các bạn nhé. Đấy. Và để cái lô ở dưới này. Cái này mọi khi là nếu mà nó nhiều dây thì mình sẽ dùng cái than và mình chia nó ra. Nhưng con này nó có 2 dây thì mình cứ mắc tạm nó lên đây. Đấy. Đấy, cái khoảng cách nó xa thì khi các bạn luồn cái ống gen và nó đỡ bị rối nhé các bạn nhé. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của Linh Motor. Nếu mà các bạn cảm thấy nó hay, hữu ích thì đừng quên là đăng ký kênh và chia sẻ clip để ủng hộ cho mình nha các bạn nhé. Đấy, con động cơ này nó sẽ có 4 bối tất cả. Một bối đơn này, một bối đôi này các bạn này. Tiếp tục lại một bối đơn này. Đây là một bối đôi nữa này các bạn này. Đấy, 1, 2, 3 và 4. Tổng cộng là nó sẽ ở trong một pha này nó sẽ có là 6 bối dây tất cả nha các bạn nhé. À 6 tép dây. Một pha nó có 6 tép dây.
cảm ơn các bạn đã xem clip của Linh Motor nhé. Nếu mà thấy clip hay hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé các bạn nhé.